các bạn. Sau đây tôi sẽ giới thiệu đến các bạn thước đo laser Yato IT7325 trên màn các bạn thấy. Thì đây là bao bì của sản phẩm. Sản phẩm có thể đo được chiều dài tối đa là 40m, size số là cộng trừ 2mm, chiều dài đơn vị nhỏ nhất có thể đo là 0,05m và có thể chỉnh đo được từ cuối thân thước, giữa và đầu thước, có thể nhớ được 20 số và 8 chế độ đo. 8 chế độ đo có thể hiểu như là đo diện tích, đo thể tích, đo diện tích tam giác và đơn vị là mét hoặc là inch. Đây là toàn bộ sản phẩm. Trong sản phẩm thì sẽ gồm có thước, đây là vỏ thước, chứng nhận xuất xưởng của thước và để sử dụng. Thước sử dụng 3 pin 3A. Đằng sau đây là có một pin. Sử dụng là nút on. Thì trên máy đã hiện. Bạn thấy laser kìa không ạ? Chỉ laser đến điểm cần đo và ấn. Máy sẽ đo và nhảy số. Chiều dài của tôi đo là như trên hiển thị là 0,428 nghĩa là 40 phân. Muốn đo số tiếp theo thì ấn một lần nữa để cho laser hiện lên. Ấn tiếp nữa thì máy sẽ nhảy sang một số khác. Đây là nút điều chỉnh thang đo từ đầu, đây là đầu thước, thân thước từ với ra đây và cuối thước từ với đây. Đây là các chế độ đo, đo thể tích, đo diện tích, đo góc của tam giác vuông. Đây là tăng giảm cộng và trừ độ dài để xóa đẹp bộ nhớ của thước, để thay đổi đơn vị, giữ thì sẽ chuyển sang hệ inch, giữ chuyển sang hệ mét, feet, mét. Bật ấn một lần sẽ đã tắt đèn. Ấn tiếp lần nữa là chuyển sang chế độ ban đêm là bật đèn. Tôi sẽ đo thử diện tích của hình vuông xem. Đây là một cạnh. Ok. 0,413 cạnh nữa, 0,2. Diện tích của chiều của cái hộp tôi vừa đo là khoảng 0,117 mét vuông. Thước được bọc một lớp nhựa mềm rất là chắc chắn. Ở đây có hỗ trợ để bật vào chân máy ảnh. Sản phẩm được sản xuất tại Bảo Lạc. Cảm ơn các bạn theo dõi.